Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Đã đến với kênh Bá Thành Vlog. Thì hôm nay Bá Thành sẽ đi câu cá giải trí nha các bạn. Hôm nay ở nhà buồn quá đấy, cho nên hai anh em tôi đi câu cá giải trí kiếm mồi về nhậu thôi. Vâng, thì bây giờ các bạn theo dõi hai anh em mình câu cá nha.
ơi cả nhà ơi, mừng quá trời luôn. Để nha cả nhà, cái này là chơi xù lên á, quá ok luôn. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn video tiếp theo, bye bye.